show the patience of the customer in the Southeast Asia. I think, especially for the Vietnam, the economy is increasing very fast. So that's why this time we come to attend the show by MK directly. Actually, this is the first time that MK attend the international show. Previously, we attend the show with Hyderabad, but this time it's mainly hosted by the MK. Just because I think the economy is growing very, very fast in this region. Xin của công ty chúng tôi tổ chức cái hội chợ trên cái gian hàng là với cái tổng diện tích là 1.500 m². Hiện tại mà thị trường Đông Nam Á, nhất là Việt Nam á, là thị trường phát triển và tiềm năng nhất. Đối với cái hội chợ bên này đó thì thực ra là cũng gặt hái được rất là nhiều thành công, nhất là những cái đơn hàng